Khu du lịch Đại Nam thay đổi phút chót, du khách hụt hẫng lo không được miễn phí vé nữa. Mới đây, CEO của khu du lịch Đại Nam, Bình Dương đã thông báo về việc miễn phí vé trong các ngày 29 tháng 9, 6 tháng 10, ngày 13 tháng 10 và ngày 20 tháng 10. Tuy nhiên, sau ngày đầu tiên của chuỗi hoạt động này vào ngày 29 tháng 9 vừa qua thì ngày 2 tháng 10, fanpage của khu du lịch Đại Nam đã đưa thông báo mới, cho biết sẽ quay trở lại hoạt động như bình thường. Thông báo này cho biết lý do liên quan tới sức khỏe của nữ CEO, thế nên chuỗi chương trình chung tay chung sức. Chung một tấm lòng sẽ không tiếp tục tổ chức như kế hoạch trước đó vào các ngày 6 tháng 10, ngày 13 tháng 10 và ngày 20 tháng 10. Cùng với đó, khu du lịch Đại Nam sẽ trở lại hoạt động bình thường từ ngày 2 tháng 10 năm 2024. Thông báo thay đổi này của khu du lịch Đại Nam nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Rất nhiều người bày tỏ sự nuối tiếc vì chuỗi ngày mà khu du lịch miễn phí vé hàng loạt dịch vụ nằm trong khuôn khổ của chương trình trên. Thế nên cư dân mạng suy đoán rằng khi không tiếp tục tổ chức nữa thì việc miễn phí vé cũng không còn. Hiện tại, phía khu du lịch chưa có thông báo chi tiết về việc miễn phí vé các dịch vụ. Tuy nhiên, cũng theo thông báo từ trước đó trên fanpage thì khu du lịch Đại Nam vẫn miễn phí vé vào cổng cho đến hết năm 2024.